Tại sao số cuối trừ số đầu chia khoảng cách cộng 1 là công thức để tính số số hạng của một dãy cách đều? Ví dụ, giả sử bạn là một người khổng lồ đứng tại số đầu tiên, bước những bước chân trên đầu mỗi số hạng, mỗi bước dài 2 mét. Khi đi từ số đầu đến số cuối, bạn đi được 1003 trừ 3 bằng 1000 mét. Mỗi bước chân 2 mét nên bạn phải thực hiện 1000 chia 2 bằng 500 lần bước. Mỗi bước chân bạn để lại một dấu chân. Tại vị trí đứng bạn cũng để lại một dấu chân. Như vậy bạn đã để lại tất cả là 500 cộng 1 bằng 501 dấu chân, tức là dãy số của ta có 501 số hạng. Gộp các bước lại, chúng ta có công thức số cuối trừ số đầu chia khoảng cách cộng 1 là số số hạng của dãy số. Đây là một cách tư duy khác của bài toán trồng cây, có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Hãy vận dụng để tính xem số hạng thứ 51 của dãy số trên là số nào. Comment kết quả ở phía dưới. Hãy subscribe kênh Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán thú vị tiếp theo.